Hello Hôm nay là ngày 14 tháng 12 rồi Và cũng chỉ tầm mấy ngày nữa là tới Giáng sinh rồi Bên cạnh Giáng sinh nó còn có mấy cái lễ khác như là ngày Tết nè Ngày quốc tế phụ nữ nè Ngày của em yêu nè Ngày sinh nhật nè Vân vân và may may Có rất là nhiều những cái dịp để kỷ niệm Thì trong những cái dịp này Thông thường người ta hay sử dụng những cái thiệp để bày tỏ cái sự quan tâm của mình đến đối phương Ngoài ra những cái dịp này cũng là cái dịp mà rất nhiều những tổ chức doanh nghiệp hay là cá thể Đều có nhu cầu thiết kế để hỗ trợ cho công việc của chính mình Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách cách mà chúng ta có thể là thiết kế những cái thiệp, những cái bản thiết kế cho những cái ngày lễ như thế này. Bây giờ mình lấy cái trường hợp cụ thể là Giáng sinh năm 2023. Thì cách đây vài năm á, trong công việc của mình, mình cũng phải tự thiết kế. Ví dụ như những cái này. Và khi mà mình tự thiết kế như thế thì mình mình dùng những cái phần mềm chuyên nghiệp như là Photoshop và đố mọi người biết cái hình này mình tạo ra trong vòng bao lâu. Rồi cả hình này nữa Đây cái này mình làm về Giáng sinh này Thì một cái tấm hình như thế này mình tạo ra trong ít nhất là một buổi Tương đương với khoảng tầm 5 tiếng đồng hồ Và những cái thành phần như là cái background này Đó cái background tiết này Rồi mấy cái này mình cũng phải tự vẽ ra nè Đó rồi mấy cái này mình cũng phải tự cắt ảnh ra để mình bỏ vào Rồi mấy cái stock này mình cũng phải bỏ vào Cái đôi giày này mình cũng phải kiếm ở ngoài mình bỏ vào Mình kiếm mấy cái này ở trên Google ấy Mình kiếm như là tất Noel BNG này Sau đó thì mình mới bắt đầu là mình đi kiếm từng cái từng cái rồi mình ráp vô Vô cùng cực Tại vì để mà tìm ra những cái ảnh mà nó chất lượng và cắt lại thì cái khoảng thời gian này nó rất là cực còn bây giờ ấy nó có một cái công cụ cực kỳ tuyệt vời đó chính là canva thì bây giờ tất cả những cái bản thiết kế nó đã được có sẵn hết rồi và mình chỉ sợ phát là ra ví dụ như bây giờ mình muốn làm thiệp giáng sinh đúng không thì mình gọi là thiệp giáng sinh thì nó đề xuất cho mình ba nghìn mẫu liên quan đến thiệp giáng sinh anh em thấy ác chưa bấm vào xem tất cả này và cái việc của mình ấy là mọi người chỉ cần tìm cái phù hợp và sửa lại đó ví dụ như cái này mình thấy hợp mắt đúng không thì bây giờ mình bấm vào và mình bắt đầu chỉnh sửa đó, và mình sửa mình thay đổi lại cái tên doanh nghiệp của mình mình thay lại cái tên tổ chức của mình, thay lại cái tên của mình. đó ví dụ như bây giờ đúng không Dương là làm về cái kênh như ca và Dương muốn làm một cái thiệp gửi lời chúc đến toàn thể anh em ở trong cộng đồng của Dương thì bây giờ Dương sẽ biến cái này thành của Dương đúng không? đó thì ví dụ như bây giờ Dương gõ này là Dương ca và để mà học cái cách mà sử dụng canva này á, thì trong video này mình sẽ không hướng dẫn quá nhiều và mọi người hãy vào ở trong cái kênh của dương ấy nó có cái hướng dẫn về canva đầy đủ này anh em đấy dương sẽ để luôn bên dưới cái phần mô tả cho anh em và anh em học trong vòng 17 phút này thôi là anh em có thể là làm canva rất là dễ dàng và đơn giản rồi đó đơn giản như vậy là mình đã có một cái thiệp rồi còn không thì mình thích lấy cái thiệp khác thì mình qua lại mình chọn cái thiệp khác nè rồi bây giờ mình gõ nè dương ca kính chúc mọi người một giáng sinh an lành đấy <laughs> ok anh em rồi và nếu như bị lỗi phong thì mình sẽ đổ phong lại chút đó ok cái phong này mình cảm thấy được rồi và xong thì mình có thể là mình tải cái ảnh này về và mình gửi chúc mọi người thôi bây giờ mình gửi thử coi thì anh em phản ứng như thế nào nha chưa tới giáng sinh mà tự nhiên <laughs> đưa là giáng sinh vài bữa anh em coi lại có thể là nhớ lại cái khoảng thời gian này dương đăng đúng không giáng sinh rồi chúc mừng sinh nhật <laughs> ok chọc anh em tí rồi mấy ông nội chắc tưởng dương bị điên luôn á thực tế ở đây là dương muốn cho mọi người thấy là cái việc thiết kế ra một tấm thiệp bây giờ nó quá đơn giản luôn anh em không cần phải đi thuê đơn vị ngoài tại vì thuê bên ngoài nó khá là tốn kém ấy trong khi mọi người có thể là hoàn toàn tự làm được còn nếu như mọi người muốn một cái thiết kế cực kỳ chuyên nghiệp luôn ấy thì mọi người phải thuê những cái đơn vị chuyên về thiết kế nha thì nó sẽ cho ra những cái sản phẩm không công nghiệp và rất chất Lượng. tuy nhiên mọi người phải bỏ ra một số tiền lớn thì nếu ok chấp nhận thì làm nha nhưng mà đối với mình thì những cái thiết kế trong này quá tuyệt vời rồi em ạ và mình làm bao nhiêu cái cũng được ví dụ như bạn muốn làm để tặng cho người yêu đúng không thì vào đây nó có cực kỳ nhiều luôn này đó cái này là tùy biến về tên của người ta luôn này đó, ví dụ như yêu thương yêu thương ai bây giờ anh em tên gì anh em comment xuống dưới đi để dừng làm <laughs> nhưng mà tuy nhiên mọi người hãy nhìn cái chữ pro này khách hàng mà đăng ký canva pro mới được sử dụng những cái mẫu đẹp như thế này còn nếu mà không đăng ký thì chúng ta chỉ có thể là sử dụng những cái bản mà đơn giản thôi như thế thì để mà sử dụng được cái bản canva pro này thì chúng ta cần phải mua thì hiện tại đối với canva bản đội nhóm tức là cái bản mà nó có nhiều chức năng nhất này tháng đó là hai trăm chín mươi tám nha nhớ nha một tháng nha còn nếu mà tính theo từng năm á, là hai triệu chín trăm tám mươi chắc là ba 3 triệu đi nha thì nếu mà mua trên web như thế này thì khá là thốn anh em sẽ mất động lực để mà mua và mất cái cơ hội để mà tiếp cận một cái kho đồ họa cực kỳ xịn sò như thế này nhưng mà rất may mình báo cho anh em một cái tin vui là hiện tại bên mình đang có triển khai một cái dịch vụ cho mọi người sử dụng bản canva đội nhóm này luôn nha với một mức chi phí rất rẻ chỉ bằng một tháng này thôi là không bằng luôn không bằng một tháng này luôn nó chỉ có 245 trăm bốn mà mọi người được sử dụng không phải là hàng tháng nữa mà là sử dụng vĩnh viễn luôn sau này mọi người không cần phải gia hạn nếu có gia hạn thì nó cũng chỉ gia hạn không đồng và nếu như gặp bất kỳ một cái trường hợp nào sự cố thì bên mình sẽ xử lý bảo hành cho mọi người em xui cho mọi người xem cái group bảo hành này rất đông người mua rồi nha và ai mà gặp vấn đề gì thì bên mình đều hỗ trợ hết nha mọi người có thể thấy là bên mình bảo hành không sót một ai luôn mình làm youtube cho nên nếu mình làm không đàng hoàng thì chắc chắn mình đã bị phốt rất là nhiều còn bên mua của bên mình thì đông cực kỳ luôn đến vài ngàn thành viên rồi nhưng mà bởi vì zalo nó chỉ cho phép có khoảng tầm ngàn thành viên thôi cho nên là mình mới yêu cầu là sau khi mà kích hoạt xong á thì mọi người rời khỏi cái group này để qua group bảo hành đó mọi người thấy không rất nhiều anh em mua bởi vì nó quá hữu ích thì mình sẽ để cái link bên dưới cái phần mô tả ấy, hoặc là trên màn hình đó thì anh em có thể là vào và sắm ngay cho mình một cái con canva thời này mà không có canva va là rất là thiệt thòi trong khi bây giờ mình đã đưa về được một cái con quá rẻ luôn có 245 k xài vĩnh viễn luôn anh em ạ à. chứ không cần phải mua bản trên web quá mắc thì đôi khi anh em bị ngợp nha để là chúng ta có thể là sử dụng bất kỳ một cái template nào đó, nó quá dễ dàng không giống như hồi xưa là mình phải đi thiết kế từng cái từng cái như thế này rất là cực luôn cực kỳ cực luôn anh em ha ủa ừ, vậy bây giờ còn cái gì nữa hả mắm dưới từ, 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 từ. Mình tĩnh. Cái video này hướng dẫn cho mọi người cái cách để mà tự thiết kế những cái thiệp cho mình. Ngoài ra mình còn tặng cho mọi người một cái tư duy kiếm tiền từ cái việc thiết kế design thiệp cho tiềm năng kiếm ít nhất 50 triệu trên một lễ nha <laughs> thì như nãy mình cũng có nói rồi đó có rất là nhiều những cái dịp lễ đúng không sinh nhật nè ngày cưới nè tết giáng sinh ngày nhà giáo mùng tháng 3 sinh nhật em yêu sinh nhật bố mẹ hội họp lễ festival rất nhiều đúng không cũng từ đó mà cái nghề làm thiệp nó ra đời và mọi người biết điều gì không cái thiệp mà theo dạng công nghiệp ấy là nó bán khá là rẻ đúng không nhưng mà chúng ta sẽ không đánh vào cái ngách đó nữa tại vì sao tại vì số lượng thiệp ở ngoài thị trường đã quá nhiều rồi và mọi người có chen thêm một chân vào nữa thì cũng khó có thể mà thành công thay vì như thế thì mọi người hãy đi vào cái ngách thiệp thiết kế hang mắt tức là chúng ta sẽ thiết kế theo yêu cầu bởi vì có những công ty có những đoàn thể có những tổ chức họ không làm được cái việc là thiết kế hoặc là họ thiết kế rất là xấu xấu quắc xấu đuôi luôn cho nên là họ cần có một cái người có cái thẩm mỹ tốt để mà thiết kế cho họ ví dụ như bây giờ ca tim đúng không đến ngày lễ thì bây giờ ca tim muốn tạo ra một cái thiệp để mà tri ân cho khách hàng nhưng mà bây giờ mình không biết là thiết kế như thế nào để cho nó mang một cái bản sắc riêng của ca tim cũng như là tên tuổi của ca tim thì bây giờ ca tim thuê bạn được chưa thì bạn sẽ đi thiết kế cho mình đó thì người ta cũng không có hỏi là bạn thiết kế như thế nào đúng không chỉ cần là hợp ý vừa mắt là ổn. Ví dụ như bây giờ bạn đưa cho Dương cái bản thiết kế này, bạn chụp cái mẫu thiết kế này, bạn gửi qua cho mình. Bạn nói là em thiết kế theo cái form như thế này cho anh chịu không? Ok, nếu như mà mình duyệt đúng không? Thì bắt đầu là bạn đi tìm chỉnh cái mẫu này, được chưa? Đó và bạn sẽ chỉnh lại một số thứ. Ví dụ như bạn có thể là chỉnh lại màu, bạn có thể là chỉnh lại cái background nè, rồi bạn chỉnh lại cái form này. và khi mà mình đã thuận mắt rồi thì mình sẽ trả tiền cho bạn thế thôi đơn giản thôi và mọi người phải hiểu là khi mà làm hay mắt như thế thì chúng ta có thể là hoàn toàn là lấy giá cao ví dụ như một cái bản thiết kế mọi người hoàn toàn có thể là lấy từ 500 cho đến vài triệu là chuyện bình thường đúng không mọi người phải hiểu ở đây là bản thiết kế chứ chưa phải là cái in ấn thì khách hàng biết rằng một cái bản thiết kế là nó cần phải có nhiều chất xám để mà tạo ra chứ đưa 200 ngàn ai mà thiết kế cho đúng không anh em Điều nhất là phải tầm 500 1 triệu 2 triệu 3 triệu tùy theo anh em sẽ đáp nha có thể tham khảo ở những bên khác và thông qua cái mô hình này mọi người có thể là tạo ra được một cái dịch vụ chuyên thiết kế những cái ấn phẩm in ấn hay mắt và chúng ta sẽ dùng canva để tạo ra đúng không ha tuy là nó không có quá xịn sò con bò nhưng vẫn giúp được anh em kiếm được tiền kiếm tiền được rất là tốt nhất là đối với những bạn sinh viên những bạn thất nghiệp và mọi người đừng có nghĩ là mình đùa tế là đối với những cái ngày lễ nhu cầu mua sắm nhu cầu thịt nhu cầu về quà lưu niệm rất cao mình có hai cửa hàng kinh doanh về phụ kiện quà tặng này cứ mỗi lần mà đến lễ thiệp là bán đắt như tôm tươi luôn và nhất là về những cái ngày tết ấy chỉ cần đẹp và nếu mang tính chất hang là người ta mua cái rạc tại vì hang là nó có chứa logo và thương hiệu của người ta luôn ví dụ như trên một cái thiệp lì xì nó có đến tên của bạn kèm theo ví dụ như Dương uh, ca lì xì cho bạn nó ví dụ như thế đúng không thì có tên và logo của khách hàng ở trên bao bì thì ai mà không thích đúng không cho nên nó rất là đắt hàng và nếu muốn bán được giá trị cao thì mọi người cần phải làm hang mắt thì mình đề cao cái tính này nè như thế thì mọi người mới có thể là thu được lợi lớn trong những cái ngày lễ như thế kể cả những cái lúc không có lễ thì cái nhu cầu sinh nhật nó vẫn rất là cao Đấy, thì cái này mình mở ra cho mọi người một cái idea để kinh doanh Cho nên là anh em đừng có bảo là trên đời này không biết làm cái gì Có rất nhiều thứ mọi người có thể làm được Hy vọng thông qua chiếc video này sẽ có một số anh chị em hiểu được cái tư duy này Và nắm được cái thời cơ để có thể kiếm tiền được với cái ý tưởng này Và nhiệm vụ chính của mình ở trên kênh Dương Ca này ấy, là khơi gợi cho mọi người những cái ý tưởng kinh doanh Cũng như là mang đến, chia sẻ đến cho mọi người những cái mô hình kinh doanh Giống như mình vạch đường ra cho anh em thấy Đó, Và khi mà thấy rồi thì anh em làm thôi. Còn nếu như bạn đã có công việc rồi cũng như là không muốn làm cái case study này thì có hôm sao? Xem nhiều mô hình kinh doanh sẽ khiến cho đầu óc của bạn mở mang và biết đâu những cái kiến thức này nó sẽ giúp ích cho mọi người một ngày nào đó, đúng không? Còn anh em thấy sao? Cái mô hình này có xứng đáng để cho anh em mình khai thác hay không? Mọi người hãy comment ở bên dưới cho mình biết nha. Rồi và nhắc lại, để mà học làm Canva đơn giản thì mình đã có một cái video hướng dẫn đầy đủ về Canva cho người mới, chỉ trong vòng 17 phút thôi anh em ha. Không cần phải học quá lâu, học 17 phút thôi là mọi người có thể là thiết kế như mình luôn rồi. Còn để cho giỏi hơn thì phải thực hành thôi, đúng không? Chứ học một phát mà giỏi luôn thì thế giới này toàn nhân tài em à ạ <laughs> rồi nhắc lại nha hiện tại nếu như mọi người muốn sở hữu cái bản Canva Pro độ nhóm có full tính năng cao cấp nhất với chi phí chỉ bằng chưa đúng một tháng của bản web thì bên mình có cung cấp nha bên mình sẽ bảo hành đầy đủ cho mọi người không để cho ai thiệt thòi anh em ha, ngoài ra nha, khi mọi người sử dụng cái bản Canva Pro bên mình ấy, thì bên mình sẽ cho phép mọi người affiliate cái sản phẩm này luôn, mọi người được nhận đến 40% hoa hồng. Ví dụ như cái bản Canva này hiện tại bên mình đang hỗ trợ với mức giá là 245 ngàn đúng không? Khi mà bạn giới thiệu bán được một cái tài khoản Canva như thế, thì bạn được nhận 40% hoa hồng, tức là khoảng tầm gần 100 ngàn, quá đơn giản đúng không anh em? Ai có nhu cầu gửi cho họ nhận 100 ngàn, đơn giản, đúng không? Và cái cách làm sao affiliate hiệu quả cái sản phẩm Canva đó, thì bên mình cũng sẽ có hướng dẫn cho mọi người đầy đủ hết. Rồi, nếu như video này hay và hữu ích, thì mọi người hãy lướt tới như một cơn gió dập nát cái nút like để không bỏ lỡ bất kỳ một cái thông tin nào cũng như ý tưởng idea công thức kiếm tiền của mình sẽ chia sẻ trong thời gian sắp tới anh em ha rồi còn chân chơi gì nữa hãy bắt tay vào thiết kế cho mình một cái thiệp giáng sinh xin sao có bò nào We wish you a Merry Christmas